Thúy xin kính chào quý vị khán giả của truyền hình SBTN. Kính thưa quý vị, cứ mỗi một Phật đản về thì tất cả mọi nơi đều đón mừng ngày Phật đản sanh, và nhóm Tuệ Đăng năm nay đã tổ chức một chương trình nhạc hội có chủ đề là tỏa ánh từ quang 2. Kính thưa quý vị, thì các anh chị em đã dàn dựng lại một cái vườn lâm tỳ ni. Quý vị thấy vườn lâm tỳ ni đây rất là đẹp và rất là công phu, với một dàn sân khấu rất là hoành tráng để mà đón mừng ngày Phật đản sanh. Bây giờ thì Phương Thúy xin kính mời quý vị theo dõi những hình ảnh sau đây. Tôi là Đào Văn Bình, Phật tử bình thường ở sao dê thôi. Thì chú là một Phật tử, khi mà chú đến tham dự một chương trình toán được quan, chú thấy dàn dựng lại cái vườn lâm tỳ ni, thì chú có cái cảm giác như thế nào, cảm nghĩ như thế nào? Tôi rất là thích thú, bởi vì nhiều lần Phương Thúy cũng biết là tôi đến đây tham dự mấy lần rồi, mà lần nào tôi cũng thấy vui. Mà tôi thấy nó rất là có ý nghĩa, bởi vì các cháu nhỏ đó, mình đâu cần bảo nó đọc sử, đọc sách gì đâu. Nó nhìn thấy là Đức Phật đi bảy cái tòa sen, nó biết Đức Phật sinh ra làm sao, Hoàng hậu Maria phải không? Rồi có cái chủ của vua An Dục đó là vị đại đế đó. Ông này ông rất là hung dữ. Sau khi ông ấy đã bình định ra đạo, ông trở nên là đại đế rồi, thì ông thấy cần phải hoàng dương chánh pháp, cho nên ông ấy xây cái chủ này. Đây là cái chủ của vua Asoka đây. Mà nhờ cái chủ này mà người ta thấy là cái lịch sử Phật giáo rất là real, rất là thực, chứ không phải là do huyền thoại. Bởi vì những cái vị đại đế vì xưa họ đã dựng cái này, cho nên đây rất là quý. Thì tôi thấy SBTN phỏng vấn như vậy mà rất là tốt, vì bây giờ là vấn đề mà Phật giáo nó lan rộng rất là nhiều trên toàn cầu rồi, hiểu không? Thì để cho độc giả của SBTN biết được một cái ngày rất là an lành cho nhân loại. Dạ, con cảm ơn chú rất nhiều. Ok, cảm ơn cô Phương Thúy nha. Kính thưa quý vị, bên cạnh Thúy thấy những cái cô thiếu nữ mặc những cái chiếc áo Ấn Độ rất là đẹp. Bên cạnh Thúy là cô ca sĩ Thu Nga. Thu Nga có thể chia sẻ cái niềm vui của mình khi hôm nay mình có một cái chương trình Toán Từ Quang 2 như thế nào để đến mọi người được không?
Dạ vâng, chào Phương Thúy và chào tất cả quý vị khán thính giả đang xem. Nhóm tụi Đăng đã tổ chức chương trình Tòa án Từ Quang 1 năm 2019 rồi. Vì Covid cho nên gián đoạn 3 năm nay, thì năm nay là 2023 chúng tôi trở lại rất là hân hoan. Mọi người trong cộng đồng Bắc Cali đều mong muốn rằng là thấy được nhóm tụi Đăng trở lại với chương trình Tòa án Từ Quang 2. Thì năm nay chúng tôi thực hiện, hiện giờ thì chúng tôi đang đứng ngay chỗ vườn Lâm Thị Ni do các anh trong khuôn hội Phật giáo Hải Nhuận cũng như là họa sĩ Trần Mỗn đã sáng tạo ra, tái hiện ra cái vườn Lâm Thị Ni này rất là đẹp. Cho nên chúng tôi cảm thấy giống như là mình đang đứng ở bên Ấn Độ. Thể chia sẻ cái niềm vui của con khi con được tham dự cái chương trình Tòa án Từ Quang 2 không? Dạ cô, dạ chào quý vị, dạ con và các bạn rất là vui khi được tham gia với các cô chú nhóm tuệ đăng trong chương trình Tòa án Từ Quang 2. Tại vì 3 năm rồi chúng con chưa có được chương trình này nên được trở lại và chia sẻ những bài hát về Phật, về quê hương. Chúng con rất là vui và chúng con mong là tất cả quý vị hãy đón xem chương trình rất là hay của chúng con. Cảm ơn con rất nhiều. Dạ. Kính thưa quý vị có thấy bên cạnh Phương Thúy đằng sau đây là những vườn Lâm Thị Ni, là cảnh hình ảnh này, đây là do anh họa sĩ Bổn là người đã vẽ. Thì anh có thể chia sẻ cho em là mất bao nhiêu ngày mà để anh làm được cái chương trình này, những cái hình vẽ này này? Kính thưa quý vị, là nếu mà Phương Thúy hỏi vẽ cái này bao nhiêu ngày thì tôi cũng xin trả lời là từ đầu tới cuối, kể cả 2-3 cái việc làm từ cái vườn Lâm Thị Ni cho những hình ảnh của vườn Lâm Thị Ni và tất cả những hình ảnh để trưng bày trên cái sân khấu, để trang trí trên sân khấu thì tôi làm mất 1 tháng. Đó là mình nói là theo coi như là sơ là như vậy thôi. Rất là super luôn, trong vẽ vừa sân khấu mà vừa cái vườn Lâm Thị Ni mà chỉ trong vòng có 1 tháng thôi, quý vị thấy rất là đẹp không? Thầy nói thẳng ra là mình cũng bỏ hết bao nhiêu việc bên ngoài, có rất là nhiều việc, mình đang rất là bận rộn, nhưng mà mình phải cắt đi để mình lo cái chương trình này, chứ không phải là mình không có việc làm. Mặc dù cái việc làm mình cũng không phải là đi làm cái gì, nhưng mà việc cũng là vẽ cho chỗ này, vẽ cho chỗ kia, nhưng mà cuối cùng là mình cũng định để mình lo cho cái việc hoàn tất cái việc cho cái chương trình Tòa án Từ Quang 2. Em chào anh, hôm nay em đến tham dự Tòa án Từ Quang 2. Dạ, ngày của bạn như thế nào? Wow, hôm nay đúng là một ngày hội, ngày mùng 10 tháng 6. Bà con ở San Jose rất là hối hả và mong đợi tới ngày hôm nay, ngày mà ban nhóm Tuệ Đăng cũng như là trong đó có Phương Thúy, rồi ca sĩ Thu Nga, rồi anh Đồng Vàng và nhất là nhạc sĩ Lê Minh Hiền tổ chức một cái chương trình quá là công phu, quá là rộn ràng và nhiều công sức, thì không ngoài một cái mục đích đó là để đón mừng Phật đản Phật lịch 2567. Và nếu như chương trình Tòa án Từ Quang 2 này mà được sự tham gia và mến mộ của bà con Việt Nam tại vùng San Jose nói riêng và của miền Bắc California nói chung, thì chắc là ban tổ chức phải cứu xét để cho cộng đồng Việt Nam có được một chương trình này hàng năm. Em cảm ơn anh rất nhiều. Ok, cảm ơn Phương Thúy và cảm ơn toàn thể quý vị. My name is Silvia, but I like Buddha. And then when you come, the first time you come here? Yes, first time I'm here. How do you see? I love it, it's beautiful. Yes, it's beautiful. I do, I like Buddha. Yes. And can you tell what you like Buddha? I like how everybody has their journey in life. Yes. Thank you. Thank you. Chị nghĩ gì hôm nay là ngày cũng như cũng là ngày lễ Phật đản sanh. Dạ. Thì chị có suy nghĩ gì ngày Phật đản? Dạ, ngày lễ Phật đản là một cái ngày mà chúng ta có thể tự tìm lấy mình và hãy lắng nghe những lời Phật dạy, làm một con người tốt hơn cho cộng đồng và cho tương lai con cháu của chúng ta. Dạ. Ngày gì đâu mà con chào đi sư. Thì hôm nay đi sư ở lại tới cuối các chương trình Tòa án Từ Quang 2, sư có cái cảm nhận như thế nào ạ? Rất là xúc động. Dĩ nhiên cái khung cảnh này thì chúng tôi cảm thấy là đã chuẩn bị trước vì biết cái năng lực của mấy anh em.
Nhưng mà khi thấy cái lực lượng đến tham dự, nhất là giới trẻ, các cháu với những cái áo dài mang tính chất truyền thống mà Việt Nam, với nhiều nhóm như vậy, rồi băng lân, rồi nhiều nhóm khác, nó gây cho chúng tôi một sự cảm xúc thật sự. Cho nên trước nhất là chúng tôi cũng xin tán thán công đức của các anh em Phật tử tại miền Bắc Cali đã có một cái tấm lòng đối với Tam Bảo, cho nên có cái đêm văn nghệ này để tri ân lòng từ bi của chư Phật tỏa ánh từ quang để độ cho tất cả chúng sanh. Ở trong cõi Ta Bà, ai bị khổ sẽ được vui. Còn nếu chúng ta có được niềm vui, tin, hiểu, đạo lý để chuyển hóa được cuộc đời an vui hạnh phúc, thì chúng ta tiến tu cho tốt đẹp hơn. Và đó là cái tâm niệm của chúng tôi. Rồi, một phần chúc quý vị sức khỏe, bình an, gia đình hạnh phúc, cuộc sống cũng gặp nhiều may mắn, để nuôi dưỡng đạo tâm lâu dài đối với Tam Bảo. Một phần. Thiên đường hay địa ngục có thật hay không? Ở đâu? Thế ngài là ai? Ta là tướng quân. Tầng ngốc nào mà cho ông làm tướng quân vậy? Trông ông giống như là một anh hàng thịt. Xin thầy tha lỗi cho cử chỉ thô bạo vừa rồi của tôi. Đây là mở cửa thiên đường. Thiên đường, địa ngục không phải chờ cho đến khi chết mới thấy, mà nó ở đây và ngay bây giờ. Lành, dữ đều do tư tưởng và hành động của chính bản thân. Cửa thiên đường, địa ngục mở ra bất cứ lúc nào. Thank you.
Hương Thúy, tường trình từ San Jose xin kính chào tạm biệt quý vị.